Bây giờ để minh họa nè. Tôi sẽ làm cho các anh chị ghi sổ nhật ký ha. Các anh chị có bài tập số 2. Các anh chị lấy cái tài liệu bài tập của các anh chị ra. Ví dụ ha. Đây, bài tập 2.2. Đó. Bài tập 2.2. Bây giờ mình yêu cầu là ghi sổ nhật ký. Hả? Ghi sổ nhật ký. Nó có cái yêu cầu, cái yêu cầu định khoản và ghi vào các tài khoản đó. Thì bây giờ là trước khi mà ghi vào định khoản của Việt Nam, chúng ta yêu cầu định khoản đó, thì trong hệ thống kế toán Mỹ là nó yêu cầu chính là ghi sổ nhật ký. Hả? Ghi sổ nhật ký tức là thiết lập định khoản. Rồi ký phản ánh vào tài khoản tức là cánh chị vô chữ T. Vô chữ T thì các anh chị biết rồi, cho nên là đây tôi không cần minh họa chữ T, tôi chỉ minh họa các anh chị vô sổ nhật ký thôi. Đó. Bây giờ ghi sổ nhật ký, ta lấy cái ví dụ của cái 2.2 nha, các anh chị theo để tôi minh họa cho các anh chị nè. Alan Micken khởi đầu kinh doanh dịch vụ đồ họa địa chính. Trong tháng 6 2010 có các nghiệp vụ phát sinh như sau. Số 1, đầu tư bằng tiền 20.000, bằng thiết bị văn phòng 3.000 và thiết bị đo đạc là 45.000. Đó, góp vốn. Như vậy, đây góp vốn nè. Như vậy là tháng 6, đúng không ạ? À? Coi như là nó không cho chúng ta ngày. Thôi, bây giờ các anh chị làm cái bài 2.3 đi, nó có ngày nè. Nó yêu cầu ghi sổ nhật ký, nó có ngày nè. Rồi 2.3 nó có ngày để minh họa cho các anh chị cho nó cụ thể hơn, tôi kia nó không có ngày, tự chế ngày mất công mất thời gian. Nào. Bây giờ cái bài 2.3 đó, 2.3. Đây bây giờ tôi vẽ lại cái sổ nhật ký nha. Cây thứ nhất là cây thứ hai, cây thứ ba và cây thứ tư. Rồi, bây giờ bài tập 2.3 nè. Ghi sổ nhật ký nha. Bây giờ năm 2009, 2009, tháng 11, đó, tháng 11, ngày của mình, khởi đầu, nghiệp vụ là ngày mùng 1, ngày mùng 1, quý vị ghi sát ở đây, đó. Bây giờ nó khởi đầu bằng cách đầu tư tiền 27.000 và thiết bị y tế là 20.500. Như vậy, các anh chị phân tích trong đầu ta có định khoản nè, vế nợ tiền, ta ghi nè, tiền, ghi sát ở đây. Vế nợ gì nữa? Thiết bị y tế, thiết bị y tế. Và vế có gì? Vốn chủ nhân. Jable, đó. Tên của ông chủ nè, tôi viết tắt ha, đó GB. Như vậy tiền á ông ta góp vào là bao nhiêu? 27.000, đã ghi vào cột này 27.000. Rồi thiết bị y tế 20.500, 20.500 và vốn chủ nhân là tổng cộng, nguyên tắc ghi sổ kép 47.500. Đó, như vậy ông ta góp vốn vừa bằng tiền và vừa bằng thiết bị, tức là bằng hiện vật. Ông ta đưa vào và cái anh chị ngăn nè. Đó. Ngăn như vậy là để phân tích cái bút toán trên với bút toán dưới, và cái anh chị nhớ nè, khoảng cách nè. Thể hiện đó là để có đó. Chứ không có ghi chữ nợ chữ có nha. Mai mốt các anh chị mà làm bài tập tôi, các anh chị cứ phang nợ mang có ở đây tôi không chịu à. Rồi bây giờ cái ngày mùng 1 tiếp theo nào. Thuê văn phòng làm việc.
đã có trang trí nội thất và chi trả tiền thuê là 1.600. Như vậy ở đây là gì? Trả tiền thuê, tức là chi phí tiền thuê. Chi phí ghi với nợ nè. Chi phí thuê. Và ta chi tiền, cho nên tiền ghi với có nè. Đó, lui vào. Số tiền là bao nhiêu? 1.600. Dòng chi phí nè, 1.600. Dòng tiền nè, 1.600. Và gạch ngang. Đó, ngăn cách. Rồi, cái thứ ba. Cũng ngày 1 nè. Ngày 1 tiếp. Chi tiền trả phí bảo hiểm về dịch vụ chữa bệnh của tháng 11. Đó, 1.500. Như vậy là phát sinh chi phí bảo hiểm nè. Chi phí phát sinh ghi với nợ. Chi phí bảo hiểm nè. Và chi tiền, tiền ghi với có. Đó, các anh chị tự phân tích nghiệp vụ trong đầu và các anh chị ghi vào. 1.500. 1.500. Nghiệp vụ số 4, ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là mua chịu vật dụng y tế là 580. Như vậy chúng ta có mua vật dụng tăng nè, vật dụng y tế, medical supply đó. Và mua chịu như vậy là gì? Phải trả người bán. Accounts payable đó, phải trả người bán. Số tiền là bao nhiêu? 580. Đấy, bây giờ tiếp, mùng 9 tháng 11 là thu tiền do thực hiện dịch vụ chữa bệnh. Như vậy đây là gì? Bán dịch vụ thu tiền, tức là doanh thu dịch vụ. Và tiền, thu tiền, tiền tăng nè, tiền tăng ghi với nợ nè, ghi sát vào đây. Và doanh thu dịch vụ. Là 2.400. Rồi, bây giờ đến ngày 13. Đó, 13 tháng 11. Chi tiền thanh toán nợ mua chịu thiết bị y tế ngày mùng 3. Đây, mình mua ngày mùng 3 là phải trả người bán. Là 580, bây giờ mình chi tiền trả, cho nên vé nợ phải trả người bán. Đó, phải trả người bán. Vé nợ ghi sát vào bên trái nè. Và chi tiền, tiền ghi vé có, ghi ra. Đó, tiền là 580. Mình mua chịu 580, mình trả 580. Rồi, lại ngăn nghiệp vụ. Bây giờ tiếp, ngày 16. Ngày 16. Ngày 16 là làm cái gì? Thực hiện dịch vụ chữa bệnh cho S-Able chưa thu tiền. Có nghĩa là gì? Bán chịu dịch vụ. Bán chịu dịch vụ thì sao? Phải thu khách hàng. Đó, phải thu khách hàng. Đó, và quý vị ghi tên của khách hàng S-Able. Rồi, thì như vậy là doanh thu dịch vụ. Vế có là doanh thu dịch vụ. Số tiền mà mình bán chịu là bao nhiêu? 700. Đó, cung cấp dịch vụ chưa thu tiền. Rồi, tôi qua phía bên này nha. Coi như tôi qua trang nè.
Đó, ở đây ta cũng có nè. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi tiếp nghiệp vụ số mấy đây? Ngày 16 xong rồi, bây giờ tới ngày 23. Ngày 23 ta đi qua trang mới ta ghi nè, tháng 11. Đó, ngày 23. Làm thực hiện dịch vụ chữa bệnh cho Pat Gillespie. Chưa có thu tiền, như vậy cũng là bán chịu dịch vụ, phải thu khách hàng, phải thu khách hàng đó, Pat Gillespie ta viết tắt ha, PG. Rồi bây giờ số tiền chưa thu, doanh thu dịch vụ là 200. Rồi, bây giờ tới ngày 26. Đó, cách ghi cái sổ nhật ký là như vậy đó. Thu nợ S-Able đã toàn bộ số tiền dịch vụ đã cung cấp. Như vậy, các anh chị thấy chúng ta bán chịu cho nó cái ông S đó là 700. Bây giờ ta thu. Thu như vậy là tiền tăng. Tài khoản tiền ghi với nợ sát bên cột trái này. Và phải thu khách hàng. Ghi với có này. S đó là 700. Rồi tiếp tục ngày 28, 28 tháng 11, viết xét chuyển tiền trả hóa đơn điện thoại nhà riêng. À, chi trả nhà điện thoại riêng tư có nghĩa là gì? Rút vốn. Đó, các anh chị phân tích cái đối tượng kế toán rút vốn. Như vậy ta có nè, đối tượng kế toán là rút vốn. Và tên của chủ nhân, GB. Đó, chi bằng tiền. Như vậy là vé có tài khoản tiền. Số tiền là 70. Đó, ngày 28. Bây giờ ngày 29. Mua chiều bổ sung thiết bị y tế. Như vậy là thiết bị y tế mua vào, cho nên thiết bị y tế tăng nè. Đó, và mua chịu phải trả người bán. Số tiền 340. Các anh chị thấy định khoản đơn giản lắm. Nó chỉ có là các anh chị học cái kỹ thuật của nó thôi, chứ còn giống Việt Nam à. Rồi, ngày 30 nè. Trả hóa đơn điện thoại văn phòng tháng 11. Ngày 30. Hóa đơn điện thoại văn phòng tức là chi phí của doanh nghiệp, đó là chi phí điện thoại, telephone expense.
Đó, chi phí điện thoại, các anh chị thấy nó mở một cái tài khoản theo dõi cũng là chi phí thôi. Telephone expense và chi tiền, tài khoản tiền. Đó, viết có. Sẽ là bao nhiêu? 80. Rồi, bây giờ đến ngày 30, tiếp ngày 30, trả lương cho nhân viên nhận bệnh và y tá phụ. Như vậy trả lương tức là chi phí tiền lương. Đó, và chi trả bằng tiền. Như vậy là 2350. Hai ba năm mươi. Rồi. Bây giờ đến ngày 30 tiếp. Ngày 30 trả trước tiền thuê văn phòng của tháng 12 và tháng 1. Như vậy đây là trả trước, các anh chị có tài khoản là gì? Tiền thuê trả trước. Prepaid rent. Tiền thuê trả trước và tài khoản tiền. Đó. Tiền thuê trả trước 3.200 với nợ và chi tiền 3.200 với có. Rồi, và cái cuối cùng ngày 30 trả trước phí bảo hiểm cho 3 tháng kế tiếp. Như vậy gọi là bảo hiểm trả trước. Đó, tiền thuê trả trước, bây giờ bảo hiểm trả trước. Và tài khoản là tiền. Số tiền là 4.500. Đó. Như vậy là các anh chị dựa vào cái thông tin, các anh chị ghi sổ nhật ký là như vậy. Coi như chúng ta quy ước, hãy cái nói ghi sổ nhật ký, các anh chị vẽ cái bốn cái cây đó và các anh chị ghi. Cái cách ghi là như vậy. Không có chữ nợ, chữ có, mà cái tài khoản, tên của tài khoản ghi với nợ, ghi sát cột đứng bên trái. Tên tài khoản ghi với có, lui vào bên phải. Đó, một khoảng trắng. Và cứ như vậy các anh chị làm đi, gọi là ghi sổ nhật ký. Bây giờ nắm chưa ạ? À? Sau khi ghi sổ nhật ký rồi, công việc thứ hai. Như vậy cái phân tích để ra định khoản nó là tự các anh chị làm dựa vào cái kiến thức các anh chị đã có nha. Bây giờ cái thứ hai là chúng ta sẽ ghi sổ cái. Đó. Công việc sau khi ghi sổ nhật ký thì sẽ vào sổ cái, posting to the ledger. Vô sổ cái tức là vô ký chữ T, tức là cái tài khoản mà lúc nãy, cái mẫu tài khoản mà tôi nói đó là balance column account đó, tức là tài khoản hình cột đó. Nhưng mà trong cái học tập á, trong cái khi mà làm bài tập á, yêu cầu các anh chị vô tài khoản thì các anh chị khỏi vẽ những cái mẫu sổ hình cột này, mà các anh chị vẽ chữ T dùng ha, các anh chị vô chữ T thôi. Còn ở đây thì cách vô cái sổ hình cột này tôi chỉ cho các anh chị để biết. Đó là gì? Anh chị lấy cái dòng ở trên cái sổ nhật ký. Ví dụ lúc nãy mình có cái dòng tôi làm ở trên cái bảng ví dụ cho các anh chị nha. Đây, trên cái bảng này của mình nè. Bây giờ tôi ví dụ bằng cách lập cái ghi sổ cái cho các anh chị nè. Nào, bây giờ ta có cái bảng sổ cái này. Đây, cái sổ cái nha.
Ta cũng có cái cột ngày tháng nè, cái cột diễn giải nè, cái cột PR nè, đó, rồi cái cột số tiền với nợ nè, số tiền với có nè, và số dư nè, đó. Thì đây, đây là mẫu một cái sổ nha. Ví dụ ta có là cái sổ là cái cột gì? Ngày tháng diễn giải. À còn cái cột đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta có nè. Đây là ngày tháng. Diễn giải tham chiếu số tiền vế nợ, số tiền vế có và số dư. Bây giờ nè, các anh chị ví dụ như ghi vô đây sổ chúng ta là sổ sổ cái của tài khoản tiền. Ví dụ ta cho số hiệu của nó, số hiệu là 101. Đó, ví dụ như vậy. Thì các anh chị có nè, cũng 2009 ngày tháng 11 ngày mùng 1. Các anh chị xem ở trên đây. Các anh chị xem ở trên cái trên cái sổ nhật ký mình nè, cái dòng tài khoản tiền nào. Đây, cái dòng tài khoản tiền nè. Đó. Tài khoản tiền ghi vế nợ số tiền là 27.000 và ngày mùng 1. Thì bây giờ các anh chị cũng chép đó, ghi vào đây. Đây các anh chị sẽ ghi số tiền nè, ghi nội dung là gì, diễn giải là góp vốn, bằng tiền. À, số tiền vế nợ 27.000. Đó, 27.000. Và đầu kỳ chưa có cho nên là sau khi các anh chị ghi rồi, các anh chị ra số dư 27.000. Và cái trang sổ nhật ký, ví dụ trang đó là trang số 1. Đó, trang G là thể hiện là General Journal là sổ nhật ký và trang số 1. Thế thì sau khi các anh chị ghi rồi, các anh chị mới lên cái sổ nhật ký nè. Ha. Lên sổ nhật ký ngay cái dòng đó. Ví dụ nó có cái cột PA ở đây. Cái cột này cột PA, ví dụ ha, nó có cái cột PA mà chúng ta bỏ qua đó. Thì như vậy các anh chị ngay cái dòng tài khoản tiền này, các anh chị ghi số hiệu tài khoản nè, 101. Đấy. Và cái trang sổ nhật ký này, ví dụ là trang số 1 thì các anh chị thấy có cái trang, cái đánh số trang ngay trên này nè. Đó, đánh số trang ngay trên này. Ví dụ trang này là trang số 1. Trang 1. Như vậy các anh chị sẽ ghi cái số hiệu trang 1 này vào cái cột PA của cái sổ cái. Còn cái số hiệu tài khoản tiền này các anh chị ghi vào cột PA của sổ nhật ký. Thì tôi ví dụ cái dòng thứ hai nha. Tức là về nguyên tắc thì các anh chị phải ghi hết cho từng tài khoản. Dòng tài khoản thiết bị y tế cũng vô, rồi tài khoản vốn chủ nhân cũng vô, rồi các anh chị mới qua nghiệp định khoản thứ hai. Nhưng bây giờ là gì, tôi là nhân viên kế toán tiền, tôi chỉ giữ tiền thôi, còn ai ghi cái chuyện sổ cái của ai mặc kệ. Cho nên bây giờ tôi chỉ ghi phần tiền của tôi nè. Cái khoản thứ hai là dòng tiền thứ hai nè là 1.600 ha. Đó, tôi ghi vào sổ sổ cái của tôi là 1.600 mà ghi với có, đúng không ạ? Đây, tôi ghi qua đây là 1.600 nha. Ví dụ ngày mùng 1 cũng ngày mùng 1 nè. Chi là gì? Là tôi mua cái gì vậy? Ngày mùng 1 1.600 là thuê văn phòng. Trả tiền thuê. Đó, diễn giải là trả tiền thuê. Không có định khoản gì ở đây nữa nha. Đó. Thuê văn phòng. Và số tiền mình chi với có là 1.600. Như vậy tới đây các anh chị sẽ ra cái tiền còn lại, tính ngay ra số dư. Đó, 27.000 trừ 1.600 nó ra 25.400. Đó.
còn dư 25.400. Và các anh chị ghi trang sổ nhật ký vào đây, trang số 1. Và đồng thời ngược trở lại lên trên cái sổ nhật ký, các anh chị cũng ghi vào cái dòng mà cái cột PA đó là cái số hiệu tài khoản 101. Đó, ví dụ như vậy, ghi vô cái dòng này. Đó, tôi ghi vô đây là 101, đó, ngay cái cột PA 101. Có nghĩa là dòng hai cái dòng này tôi đã vào sổ cái rồi. Cứ lần lượt như thế các anh chị là đó. Đấy là vào sổ cái. Đó là nếu như là bài tập thì chúng ta chỉ vào cái chữ T. Thì vào chữ T thì các anh chị không phải là ghi ký hiệu gì hết, nhưng mà chỉ cho các anh chị là cách ghi sổ là như vậy. Và cuối cùng là các anh chị sẽ phải lập bảng cân đối thử. Bảng cân đối thử tức là sau khi các anh chị ghi vào sổ cái hết rồi thì các anh chị sẽ phải lập bảng cân đối thử. Đó, bảng cân đối thử là cái gì? Đây là một cái bảng kiểm tra xem là mình ghi vào sổ cái có đúng hay không. Mà cái bảng cân đối thử này tương tự như là bảng cân đối số phát sinh của Việt Nam. Nhưng mà nó đơn giản hơn ở chỗ là gì? Nó chỉ lấy số dư cuối thôi. Đó, số dư cuối cùng ở thời điểm mà các anh chị muốn lập kiểm tra xem là các anh chị ghi sổ có đúng hay không. Lấy số dư cuối cùng trên cái cột số dư của sổ cái, các anh chị chép nó vô đây, các anh chị cộng lại nó bằng nhau là các anh chị đúng.